Nhóm Thôn Nữ Miền Tây xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì An với lại Vi và lại Cẩm, Dương và lại Ho sẽ đến nhà của Hòa Bảy. Ngày hôm nay thì nhà của Hòa Bảy đang nhổ hành, mà không phải nhổ hành để bán mà nhổ hành để mình trồng từ clip này sang clip khác. Giờ mình nhà mình cũng hôm nay lên nhà của Hòa Bảy thì mình qua có Hòa Bảy nhổ hành để trồng như thế nào nha các bạn. Đang tới chỗ nhổ hành, còn mấy clip nữa mới xong rồi. Bảy đây giới thiệu cho các bạn biết nha, bà Bảy của mình. Bà Bảy mắc cỡ. Còn mấy cái cọng kia là nhổ lại lát nữa con móc nha bà Bảy. Thôi con thích nhổ với bà Bảy nè. Cái nào nhổ vậy mà. Cái này ủ bà Bảy mà hổng trồng cái này mình phải lót gom đúng không bà Bảy? Ừ, phải tủ cài xới. Mình mới tủ gom lên. Dạ. Xịt diệt mầm, diệt cỏ. Cái này mình đem qua bên kia rồi anh đó, mình đó. Tách ra phải không Bảy? Tách ra. Tách ra. Tách như là một phát nó khoảng tự nhiên như là một khoảng bao nhiêu mà Bảy? Như nè. À như rồi. Mình trồng lại ha. Ừ. Dạ. Bây giờ ta đang trồng đó. Dạ. Phái ở bà Bảy à, ở bà Bảy trước đi. Ủa cái này lát nữa chắc mình mót lại mấy cọng nhỏ quá. Lát nữa bà Bảy cho con xin nha. Cái cọng nhỏ nhỏ này nè. Rồi. Đây mấy cái cọng hành này rất là bự to luôn nè. Bà Bảy nói là nữa mình tét khoảng 2-3 tép gì nè. Rồi cái mình trồng lại. Thì trồng thời gian thì nó sẽ ra những cái bẹ bự gì nè. Này là cái rễ hành nè. Tiếng lên 1 phút 30 giây đám hành này thôi. Cẩm biết bà Bảy này không Cẩm? Dạ không. Ừ, hả? Bà Bảy ở trên đây ở... Hỏi bà Bảy có biết em không? Biết con không? Con với Vui còn Hoài. Con cháu không thấy vậy. Vậy sao biết? Biết lớn hay sao? Ủa cái đám hành này ta bán cho thương lái hết rồi hả bà Bảy? Bán thương lái hết rồi. Năm nay hành có giá không bà Bảy? Hổm thì có giá, cái mưa bão rớt giá. Dạ. Hành này bữa hổm đẹp lắm mà mưa riết cái nó vàng lá vậy nè, bị hư. Mưa xuống là nó bị vàng hả bà Bảy? Lượng mưa quá nhiều. Rồi khi mà mình trồng xuống rồi bà Bảy có tách mấy cái vàng này không? Không, để thiếu gì nè. Còn có một số nó bị úng rồi bà Bảy. Nó úng thì bỏ. Này có một số cây để lâu quá nó bị úng. Để mà đất cài trồng không cài mưa quá cài tới thì không được. Dạ. Bữa hổm con ấy thì mấy anh nó bán là tới 20 mấy ngàn ký, 22, 23 ngàn ký. Ừ. Hổm ở đây giá 700, tại đá 700 ngàn thôi. Bữa nay sụt giá, đậu mưa tiếp tục hành nó có đẹp. Dạ. Người dân của mình thấy cực khổ quá mà bán ra không được giá. Ta cũng nản. Làm gãy cực lắm. Thời gian trồng từ tháng rưỡi tới 20 ngày mới được bán. Sâu dữ lắm. Yeah. Mà lúc trồng cũng phải tưới rồi chăm bón nữa. Sâu. Thấy sao không? Sợ sao không? Hả? Sợ sao không? Không. Sợ không? Dạ. Còn trong ống là mình phải lặt nó ăn. Này không có. Không có rồi. Mấy cọng bự bự nó nằm chứ. Cái vàng lá quá trời luôn rồi bạn. Mình trồng á, gì trồng cũng được. Thấy cái cọng nhỏ nhỏ lát nữa mình mót về mình xào mì ăn, rất là ngon luôn, cái giòn gụm mà. Nè mấy cái này như mấy cái này nè các bạn, bà Bảy bỏ rồi nè. Không lấy được, không lấy nữa. Nói chung với mấy cái cỏ nè, bởi vì các bạn khó thấy lắm. Đây nhổ cỏ ra mới thấy được. Nè. Đó. Mình trồng 3 tép mà giờ nó cũng có 3 tép à. Đó. Đây. Mình lúc mình gieo xuống á, mình trồng là 3 cái cọng gì nè, mình để xuống cái này nè, cái mình clip lại gì. Mình trồng khoảng chừng tháng 20 ngày thì nó cũng ra có nhiêu à. Dạ. Mẹ con xem nó bà Bảy sao hiền dữ. Con làm lấy cho mẹ con xem đó. Này. Có khi nào mình nhổ hành với cỏ lộn nhau không? À cổng bị. Nhổ cỏ tại vì đất này nó quá rồi, cũng như là một tháng 20 ngày là nhổ rồi. À. Nhưng mà lượng mưa quá nhiều mình cài đất không được hết. Nha. Mình ra trễ cỏ nó lên. Phủ hết trơn. Lại nó mưa xuống nhiều quá nó dễ bị úng quá. À. Ừ. Đây cái này lát nữa mình mót nè, mình đem về nè. Cái này mót rồi kìa. Mót 3 tép đó. Mà năm nào á con mà lại chỗ mấy cái nhà vườn thu hoạch đó mà được giá là con mừng cho nông dân lắm. Tại khi mà con lại rồi cái mấy chú với mấy dì vui vẻ lắm. Năm nay khoai cao cũng không có giá luôn rồi vậy. Tới đợt này nè. Đầu nó bán được 16.000 một ký. Nha. Rồi cái số lượng nó quá nhiều. Cái thương lái nhỏ kịp sụp còn có 5.000 ký. Rồi tiền bạc nó chằn chờ. Chằn chờ lỗ. Đó. Mà con thấy làm cái gì cũng bấp bênh hết trơn. Cái gì cũng có rủi ro hết. Không ít thì nhiều. Không có giá thì im lắm. Thử tiếp, không phải ha, trời nó mưa ít. Nhưng vài bữa, hơn bữa hoặc 12 bữa hơn còn này cũng. Còn cái lá này con thấy nó vàng quá trời luôn nè bà Bảy. Nó xuống, mình trồng cái nó xuống ủ. Cái này là nó xuống ủ, nó đâm chồi non lên. À. Đâm chồi non lên. Cái này nó sẽ... Cái này là mình làm giống xuống là sao bà Bảy? Bây giờ mình tét ăn gì luôn hả? Mình tét gì nè. À, là trồng tét. Là trồng được ha. Dạ. Nó bị úng nữa nè. Này lát nữa mấy anh chắc phải tắt ra. Ủa sao mình không trồng trời mát mà trời này nắng quá trồng bà Bảy? Mát trồng không kịp nè, sâu nằm trong này nè. Đâu đâu con coi đi. Ê con sâu lá. Mình bắt lặt nó còn ấy, nó ăn dữ lắm. Vậy hả? Vậy là phải đi tìm. Cái này là vạch lá tìm sâu nè. Hai bà Bảy. Nó giống như màu của cây này quá. Nè con sâu nè. Sâu nè. Cỡ tháng 2 viên nó 2 á, nhiều trồng người ta bỏ nguyên công luôn, sâu kịp xịt cũng được. Dạ. Ăn rượu. Ôi ở trên bờ mà mặc ốc phao được ghê ta. Sợ chìm hả? Tắm. Bà Bảy ơi có gom về một chỗ không bà Bảy? Con gom cho. Mình nhỏ xong giờ mình gom lại rồi xong mình đem qua bên kia mình trồng. Nè cái bụi hành tốt nè các bạn nè. Đó. Bụi hồng này tốt luôn. Chảy ra sao con? Chắc lên hay gì? Dạ. Ôi. Chào mấy chị. Nay cho em vô quạng bữa nha. Dạ. Lỡ rồi, ráng trồng cả rồi. Này con muốn giới thiệu cho mấy cô chú anh chị biết là cái cách trồng hành của mình đó. Ừ. Con nhờ một cô nào có thể nói giúp giùm con được không? Anh ha anh. Anh Nga Lăng đi ha. Chú. Chú. Kêu bằng anh đi cho trẻ. Dạ. Làm lớn thầy cho. Còn tôi nó đại học ra trường hết rồi. Dạ. Dạ, vậy con kêu bằng chú ha. Chú hơn mấy chú? Đâu phải mình lớn. Dạ, chú Bảy. Con theo con được biết nha. Trồng hành mình xong mình trước tiên là mình xới đất á. Mình xới đất xong cái mình phân liếp. Con liếp xong rồi cái mình tủ gom. Đúng không chú? Ừ. Dạ. Tủ gom xong cái giờ giống như mấy cô chú rồi mình nhổ hành từ phía bên kia qua rồi đây mình trồng, mình phân tép rồi mình trồng, đúng không dì? Ừ, đúng rồi. Đây là cái giai đoạn trồng hành ở quê hương nhà mình đó các bạn. Cô chú đều làm bằng thủ công hết. Là mình tự tay mình nhổ xong rồi mình qua đây rồi mình xới đất cũng bằng tay, mà mình tủ gom cũng là bằng tay hết, nên là công đoạn làm rất là cực. Năm nào mà bán được giá thì mấy cô chú anh chị rất là vui, còn hôm nào thất mùa thì cảm thấy buồn lắm, tại vì bỏ công sức ra rất là nhiều. Tới hai đứa kìa. Phụ tiếp đi chứ. Cái này trồng thì gì nè, tép nhỏ. Tép ra trồng 3 đọt gì đó. Dạ, sao mình không trồng 4 đọt, 5 đọt hay chú? To quá tép nó nhỏ, nó không lớn. Dạ. Một tép được không chú? Một tép được không? Một tép không quá nhỏ. Nó quá nhẹ, nó lâu lớn dữ lắm. Dạ. Cũng lớn mà ngày tháng nó gấp đầu vậy. Dạ. 3 đọt là vừa. Vậy là hôm bữa con trồng tiếp bà Bảy bệnh là gieo mấy cái hộp cải á. Mà sao đi lối đi, con thấy đi ngay quá trời luôn, có canh không gì? Thì mình trồng hết nó quen tay. Dạ. Mỗi lần con làm gì cho ngay là phải lấy thước đo đó. Đo nó mới ngay được. Làm nó quen tay thôi. Dạ. Cái nó quen. Còn cải không vậy đó. Nhăn đầu cô cũng chưa cắt vậy đâu. Dạ. Thấy còn cải mấy ông kia 4 tắc là thường thường cái gan của mình bằng quen đó. Dạ. Là 2 gan 4 tắc đó. Nhưng mà nó quen. Bữa đó con trồng rồi bà Bảy nói không biết cái đo gì nè, đo tới gì nè, lần tới mà con thấy làm hồi con cũng con vòng à. Không nghe được. Dạ. Mình làm tới khoảng mấy giờ thì mấy cô chú nghỉ ha? Buổi thì 6 giờ tới 10 giờ. Mỗi này trồng lố buổi không à. Nhiều buổi không. Dạ. 4 tiếng đặng buổi. Một ngày vậy mình làm một buổi vậy là được bao nhiêu hả chú? Tiếng 15 ngàn. Vậy là bằng với mấy anh chị thu hoạch. Mấy anh chị thu hoạch một tiếng cũng 15 ngàn. Nhưng mà ông chủ là thường con thấy là bao cơm với bao nước. Không, cái này không có bao. Bao nước không có. Dạ. Tại vì hôm bữa con có đi lên trên chỗ Bình Thủy dạ. Bình Thủy thì nó bao cơm. Dạ. Cà phê. Đúng rồi, con thấy mấy cô chú Chánh cũng nhiệt tình lắm. Cái đó ở xa là người ta nhiều khi ta cho mình ăn luôn đó. Dạ. Cho ăn luôn. Ông chủ làm cơm xong rồi mình đem ra tại chỗ cho mấy cô chú ăn luôn. Thì cái chỗ đó tôi mình mướn chứ đâu ăn tôi mặn cho nó. Chăn chỗ cái bến đò đi qua. Dạ. Chút đó, cái nhà bành trứng đó chứ đâu. Dạ. Đúng rồi, dạ. Tôi mặn trọng đó. Sao mà không con lên mà con không gặp chú ta? Không, con hôm trồng chị leo đó, không trồng được đó đâu cũng 10 mấy công vậy đó. Dạ. Nên làm tiếp cũng... Bây giờ không trồng hành rồi đó. Dạ. Ở trển thì đa phần con thấy là trồng củ cải đồ nhiều. Dạ. Củ cải trắng á, trồng rất là nhiều luôn. Hoặc là đậu phộng, là gừng. Cũng tùy theo mùa, mà người nông dân ở trển họ trồng. Chứ đến vợ chồng mình thấy giờ được ra hai chồng, còn mình ở đây ít thôi, chồng cũng phải trắng nha, tại vì cái lâu lâu cũng có khi chồng cái nó không được giá thành ra ta nản nha, vậy đó, bởi ít ra chồng, còn ở trên nhiều khi nó chồng nó được có giá cái người ta hăng ta làm chồng hoài được. Dạ. Còn đây lâu lâu cũng có người làm nữa, nhưng mà làm ra cái bị giá rẻ cái đầu cái nản, mình ít ra chồng. Dạ. Ủa gì mình trồng gì mình có biết được cái cọng nào sâu mà gì tét không? Con thấy mấy cô với mấy dì hay đi buổi trưa hay tìm sâu á. Sâu thì ví dụ sâu thì có cái lá nó có sâu. Mình thấy cái này như thế này. Dạ. Có nắng bây giờ dễ thấy. À, dễ thấy sâu này cũng bị ngắt. Dạ đúng rồi đó, con thấy thường trời nắng cái mấy dì đi lụm từ cọng. Dạ. Nó có sâu nhìn thế này. Để thì nó đẻ ra nữa. Cái đợt của hổm con đi thu hoạch hành là con thích nhất cái đợt đó là 25.000 một ký hành đó. Hình như là bên cánh bên đó của nó thu hoạch nhiều lắm, bự tép nó to không à. Nè bắt được sâu nè. Đem về nấu canh. Không lao động gì mà mấy cô chú gì vui ha. Vui lắm. Dạ. Giờ nhóm An đã dẫn các bạn đi tham quan cái trồng hành thủ công ở quê hương mình. Giờ xin cái clip cũng đến đây đã hết rồi nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Bye bye, chào tạm biệt. Chúc cô chú anh chị năm nay làm mùa trúng thiệt là nhiều nha. Cảm ơn cô chú rất là nhiều nha.